xin tha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con nặng mà. Một con lần cuối đó, cho nó thấy, cho anh thấy là mà vui đó. Bây giờ nó không hiểu em cháu, nó không hiểu gì. Bây giờ nó vô mùng, nó ngủ, nó chẳng biết là con cho cha nó mất hay là cái gì đó. Khi ở trên núi kia, lúc mà Chúa sinh thì dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại cùng em Phong Bụi đang có mặt tại khu làng đại học của thành phố Hồ Chí Minh. Và phía trước mặt của cô bác quý anh chị đó là chú Minh Cô Đơn. Phong em có nói, có thể nói sơ về cái câu chuyện của ngày hôm nay không Phong? Chú Minh Cô Đơn á là sống ở giữa rừng như vậy là mấy chục năm rồi. Không nhà không cửa và sống trong cái cánh rừng ngay tại làng đại học. Và có một người nữa cũng giống như chú Minh, cũng sống ở trong cái rừng này. Và chú này thì vừa mới mất, là một trong những người bạn thân với chú Minh. Thì bây giờ thì mình đang đi vào bên trong và nhóm mai táng từ thiện Nhật Tâm đang tiến hành tẩn liệm miễn phí cho cái người bạn của chú Minh Cô Đơn. Đó, chiếc xe cứu thương nằm ở giữa rừng, anh thấy không? Lần đầu tiên mà anh mới được đi vô cái làng đại học mà nó cái diện tích của nó cực kỳ rộng lớn. Chú Minh Cô Đơn là ngày xưa giờ là cứ sống ở đây suốt không hả? Dựng một cái chòi nhỏ, sống ngủ ở giữa đây nè. Và gần đây thì do là trong khu vực đó thì đang làm lại công trình á, cho nên là không có cho chú ở nó nữa, chú ra ở ngồi nhà tư, chú ở sống. Vì chú sống có một mình nên gọi là chú Minh Cô Đơn. Còn một cái con đường khá là lớn, mặc dù khu làng đại học nhưng mà lúc nãy trên đoạn đường đi anh vẫn còn lác đác những cái ngôi nhà của người dân thôi. Bây giờ tới đây là một buổi tối khá là đặc biệt đối với chú Minh Cô Đơn. Tại vì chú Minh thì có một cái người bạn khá là thân, đó là chú Ba. Nhưng mà người bạn của chú Ba, chú Minh thì vừa mới mất. Thì rất là nhiều người biết đến chú Minh là sống một mình ở giữa cánh rừng thuộc làng đại học rồi. Và có một người khác cũng giống như chú Minh như vậy. Thì người bạn này đối với chú Minh như thế nào ạ? Thấy hoàn cảnh chú cũng khổ, tại vì chú có đứa con bị tâm thần. Là chú chạy xe mà trước chú chạy chiếc xe Trung Quốc hư tới hư lui. Thì giờ đó tôi có góp tiền lại, tôi mua chiếc xe chú 9,5 triệu, chiếc chưa chờ hai nhân còn luôn, cho chú chạy cho mình đỡ hư. Rồi nay chú ôm yếu quá rồi chú bị té xuống, sáng chú nằm ngay giường đó luôn á, té xuống nằm bể cái trán nằm ngay đó bể luôn, rồi chú mắc lại đó luôn. À, lúc hồi sáng này tôi đi chở mấy đứa sinh viên làm ba anh, tôi không hay. Rồi mà anh em bảo vệ đại quốc gia nè, điện thoại cho tôi. Điện thoại tôi chú Minh là mình bà bị mắc. Bắt đầu tôi điện cho Nhân. Để cho Nhân là để Nhân kêu thông suốt, coi giải quyết coi sao. Đó là xong tôi hoành về đây là mai táng gì đó, hứa hẹn gì đó, ấp này ấp kia đó, bà hồi cho mà không cho. Vì do đó tôi phải nhờ Nhân để kêu mai táng đây, tôi rất cảm ơn để hỗ trợ cho anh ba. Nhưng mà cũng rất là may mắn khi mà được được một nhóm mai táng từ thiện của Nhật Tâm hỗ trợ giùm. Và mình thấy là có hòm rương sẵn rồi nè. Hôm nay tôi cảm ơn những Nhan, Phong hoặc là mai táng. Mai táng gì? Nhật Tâm ạ. Mai táng Nhật Tâm, tôi rất cảm ơn. Tại vì hoàn cảnh anh ba rất là đặc biệt. Con chú hẹn giờ mình đi tâm thần đó, con chú bị tâm thần và không biết gì đó. Và bây giờ anh ba mắc vào còn đứa con nữa. Cũng như Mạnh Thằng Quân, Nhã Hảo Tâm có thương gì đứa con ba thì giúp đỡ. Nhân từ đây thì chú Minh Cô Đơn dẫn tụi con tham quan cái căn nhà của chú Ba. Đúng rồi. Cũng như là cho tụi con tiếp xúc với đứa con của chú Ba bị bệnh như thế nào để cho mọi người hiểu rõ hơn ạ. Giờ đi. Chia sẻ với mọi người á, đây là một cái khu đất thuộc làng đại học quốc gia. Và khu đất này thì không được phép xây dựng nhà ở. Tuy nhiên thì hôm trước thì nhà của hai cha con thì không có một cái căn nhà bình thường như này. Thì mọi người cũng góp xây được cái mái tôn để cho chị nắng chị mưa thôi.
Đây chú à, chú mình à. Đây con vừa coi. Đây nhà của chú ba nè ha mọi người. Đó. Đang mới trời. Mới cả. Anh trai, đi ra được không? Anh được. Anh có quậy không chú? Đi được sau ha. Đi về sao đi. À giờ dạ, có chú ba này cũng mất hả chú? Hả? Giờ dạ, có chú ba cũng mất hả? Đợi chú ba mất lâu rồi mấy chục năm rồi. Nè là dài dài sao qua đây quá quá. Nhưng, mà trời ơi, trời ơi. Chổi 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 luôn. Đi bên này, đi bên này. Ôi, ôi. Gọi cho anh cái phòng. Nó bị tối á. Ừ. Mà còn nó cũng biết giặt. Chúng anh nữa hay là ông chú ba giặt đâu. Ai muốn không được mà. À. Là lúc trước là chú ba ở trong chỗ này luôn. Đúng rồi. Không, chú ba cũng bên kia, cũng bên kia, cũng được chết luôn đấy. Ừ. Hai cha con hai căn nhà riêng ha. Ừ. Bởi vì anh này anh đi tách thân á. Đó là chú này ngủ ở đây thôi, chú cho cháu tí ngủ đây thôi, anh ba ngủ bên kia. Anh này là bao nhiêu tuổi rồi chú ba? 28 tuổi. Chú Minh. 28 tuổi. À, anh ơi, anh làm. Nhà anh. Đã vô bệnh viện nhiều lần rồi, nhân chứng. Nhưng mà nhìn cái mặt sáng ghê luôn á Phong. Mặt rất là sáng. Cái tội lắm. Anh Tí ơi. Tiến. Tí. Anh nhiêu tuổi rồi? 20 mấy. Thằng mấy? Vậy là bằng tuổi mình á, 28 tuổi, tuổi tốt đúng không? Buổi trưa kìa, lên cơn. Nãy mới nghe anh hát là gì anh Tiến? Ừ. Anh hát gì vậy? Tội lắm giờ. Không biết nữa chứ, mang dép đồ để ngay chỗ đàng hoàng á chứ. Bây giờ chú ba hát kìa rồi, trời tí dép mang để nè. Nhưng mà thằng Quân nhà tâm phải giúp giùm đứa cháu này cũng đỡ, cảm ơn. Có một cái khó này chú Minh. Đúng bây rồi. Giờ là anh Tí anh sống một mình thôi. Đúng rồi. Mà anh thì trạng thái tinh thần nó không có ổn định. Đúng rồi. Thì đúng cái rồi. Việc tuyệt bạc rồi sao ta? Không có, có gì nó đây. Dạ. Cô nó, cô nó. Cô nó đây. Thì hàng ngày là ăn uống mà sao hồi trước có ổng á, ổng còn sống á, ổng mua đồ cơm cho anh ăn. Là mua thuốc hút. Bây giờ ổng chết và không biết sao đây. Tại nguyên gia đình thì đi làm hết toàn bộ. Đó bây giờ là tội rồi, tội chứ cháu tiếng này coi. Hồi trước ông còn sống mua thuốc từ hoặc thuốc từ hộp cơm cho nó ăn. Là bây giờ ông mất rồi là không biết sao đây. Khổ cho đó. Vô mạnh thằng Quân nhà hảo tâm cái gì thương giúp từng đứa cháu này dùm. Để hỏi thưa phần anh biết nào đó bằng đó. Hỏi ba ra. Hỏi ba anh biết mất anh biết. Ba anh mất anh biết không anh Tiến? Tiến. Anh Tiến ơi. Ôi nhìn gương mặt ánh sáng nha. Sáng lắm, nhìn à. Sáng như lắm luôn á. À Phong em xuống gọi lên cái này nè. Tại vì cái gương mặt của anh nhìn toàn sáng lắm. Anh là một người giống như một người có học. Có hậu luôn á nha. Đàng hoàng đó. Này bị té mà, bị té. Anh ngày xưa anh có học gì không? Đàng hồ bị té xuống. À. Đi làm hồ té xuống cũng lâu rồi mấy năm. Anh Tiến ơi, anh Tiến ơi. Ba đâu? Ba anh đâu? Hút thuốc, anh hút nhiều không? Nhiều, gói nào hút gói đó à. Hút thuốc, uống nước, uống suối, nước ngọt không? Mình thấy ảnh cũng còn sức khỏe ha. Nhưng mà tại vì... Tại vì cái đầu đâu. Té, té trên lưng áo ra chung mà. Giống như anh Thiện nói, mặt rất là sáng. Mà sáng anh vô anh nhìn, anh nói trời mặt của anh sáng ghê. Nhăn đưa lên bệnh viện Tâm Thần một lần. Rồi quýt đưa một lần. À, tại vì... Một lúc ví dụ nó bớt bệnh rồi, bớt bệnh rồi nó về không uống thuốc. Rồi xong rồi bị ta tái phát tiếp. Đi bệnh viện mấy lần rồi. Có mạnh quân có... Kỹ cái bộ mang dép để ngay ngắn đàng hoàng hút thuốc. Đó lúc em cũng là ổng. Để có nơi có chỗ chứ đâu mà. Đâu chết luôn á. Đâu có giống như người ta đâu đúng không? Thôi chắc có lẽ mình đi ra ha. Ừ. Tội. Có mấy bộ đồ à? Ừ, nó mình ở đây. Không, mình bây giờ anh em tụi mình sẽ đi sang nhà của chú ba. Đây là căn nhà mà mọi người hôm trước góp nhau xây cho đứa con của chú ba. Còn đây là căn nhà của chú chú ba ở nè. Hai cha con không có ở chung lý do là anh em bị bệnh. Đám tay thì khá là hiu mạnh. Thậm chí trong này không có điện nha. Các bác anh chị phải xài một cái máy nổ.
Đây là cái quan tài do nhóm mình nhập tâm chuẩn bị sẵn. Và tiếp theo đây thì khi mà cha nhà thờ đến làm phép thì ở đây thì mọi người sẽ anh Thiện và một người bạn nữa sẽ thực hiện cái việc là tẩn liệm. Và do là cái hình ảnh của người mất tụi mình cũng ngại ghi hình, cho nên tụi mình chỉ có thể mô tả cho mọi người thấy là chú Ma đang nằm ở góc bên kia, ở trước cửa căn nhà. Một đây cũng phải là cái nhà, giống một cái chòi ha anh. Và chút nữa đây thì mình sẽ ghi hình xa xa ra, tại vì nó cái hình ảnh nó cũng gây ra những cái cảm xúc cũng không tích cực lắm. Thì đợi thầy, đợi cha nhà thờ đến thì tụi mình sẽ tiếp tục ghi hình cho các bác anh chị xem. Ở đây thì cái đám tang của chú Ba này thì rất là hiu quạnh, mọi người, cô bác quý anh chị có thể thấy rõ là đây là một cái chòi cũng khá là cụ kỹ và được dùng bằng những cái tấm bạc tạm bợ. Thì đây là một cái nơi mà chú Ba hàng ngày sinh sống ở đây và chú Ba mất ở đây luôn. Còn cái nơi mà mới vừa đi ngang thì đó là cái nơi mà con của chú Ba sống bên kia, nhưng mà cái trạng thái thần kinh thì cũng không được bình thường, do là mấy anh em cũng ngại ghi hình hình ảnh những người đã mất, nên mình sẽ quay xa xa cho mọi người xem ha. Thì hôm nay đó thì em với Phong được tin là anh Ba mà học không may thì qua đời. Thì cái đám tang thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn, được sự hỗ trợ của nhóm từ thiện của anh Nhật Tâm hỗ trợ về phần hồng gương. Thì về cái phần hỏa táng đó thì nó cũng tốn một cái chi phí, em nghe nói cũng khá lớn rồi. Thì nó khoảng bao nhiêu tiền? Vài triệu thôi, cái mà không biết bao nhiêu. Thôi bây giờ thì anh em mình trợ duyên đi, hỗ trợ giùm cho gia đình cái phần chi phí hỏa thiêu nha. Tại vì thiêu phải tốn tiền thiêu nữa, cho nên là sẽ hỗ trợ cho 4 triệu đồng. Dạ, anh Hồ gửi. 4 triệu đồng này thì 3 triệu là các cô chú là mạnh thường quân của kênh Phong Bụi, với lại 1 triệu là mạnh một mạnh thường quân chú tên bên em, thì gửi cho mình 4 triệu đồng ha. Gia đình cảm ơn mạnh thường quân giúp đỡ gia đình. Dạ. Rồi cũng hy vọng rằng là ngày mai gia đình mình xong hậu sự. Và có một cái điều đáng lo lớn nhất đó là đứa con của chú Ba. Thì không biết là tương lai ai sẽ là người chăm sóc, không biết là như chú rồi mấy cô bác ở xung quanh xóm làng này như thế này tính toán như thế nào ạ? Thì trong người ấy giờ bàn việc rồi phải đem gửi nó ở đâu á. Tại vì con nghĩ rằng là nếu như mà để chăm sóc anh Tiến á thì không đơn giản. Bây giờ ngày phải lo cơm. Có ai ở đây để coi nó, giờ có ông anh ở đây ông đi phụ hồn hàng ngày. Giờ ở đây không có còn ai hết. Nếu mà đi làm thợ thì không thể đi làm xa được, phải xung quanh đây hết rồi. Cho nên là cái tương lai là những người bà con sống giềng xung quanh này là tính toán là sẽ gửi anh vào một cái trung tâm bảo trợ nào đó. Thì nếu có bác chị nào có duyên hoặc là có cách nào để hướng dẫn gia đình thì có thể liên lạc cho gia đình để đưa anh vào các cái trung tâm để chăm sóc tốt hơn. Thì trước bây giờ thì cũng gần đến giờ làm lễ rồi, mình xin phép ha. Dạ. Nó nặng mà một con lần cuối đó, cho nó thấy, cho anh thấy là mày vui gì đó. Bây giờ nó không hiểu em cháu nó không hiểu gì, giờ nó vô mùng nó ngủ nó chẳng biết là con cho cha nó mất hay là cái gì hết. Không biết gì. Bây giờ là không có biết có nên là kêu hay không thôi. Kêu con có tâm nó ngọt con nó qua đây chơi. Bây giờ thì các bây giờ ông cha sẽ vào làm lễ. Không có được thấy mặt con lắm. Ngay lúc này thì cha nhà thờ đang tiến hành làm lễ phép cho thi thể của chú Ba. Và mọi người ở đây khá là thương xót khi mà đứa con duy nhất của chú Ba thì không có cảm nhận được điều gì và đang cố gắng thuyết phục anh Tiến để ra nhìn Ba lại lần cuối, và cũng hy vọng cho cái linh hồn của người cha cảm giác thấy ấm áp hơn. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đá ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba
Và xin Chúa đoái thương đến người thân của chúng ta là ông Pedro vừa qua đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu là Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, đức tin của chúng con tuyên xưng rằng con Chúa đã chết và đã sống là nhờ mầu nhiệm này. Xin Chúa thương ban cho tôi tới Chúa là ông Pedro đã an nghỉ trong con Chúa. Người được hân hoan chối đời, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bài sách tiên tri Isaiah. Vào ngày ấy, trên núi này, Chúa các đạo binh sẽ dọn cho tất cả các dân một bữa tiệc đầy thịt béo. Trên núi này, Ngài sẽ cất chiếc khăn bao trùm muôn dân và bức màn phủ trên mọi nước. Ngài sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Chúa là Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt và loại bỏ nỗi tủi hổ của dân Ngài khỏi toàn mặt đất. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Khi ở trên núi kia lúc mà Chúa sinh thì mẹ đứng âu sầu lặng yên, là mẹ chúng con men xin linh quyền. Lạy mẹ xin viên núi chúng con luôn luôn, mẹ từ bi xin tha. Hôm nay thì Bùi Hồ cũng như Lam Phong Bùi có dịp về lại làng đại học để mà chứng một cái lễ tang của chú Ba. Của chú Ba đây thì cũng trợ giúp, cũng thay mặt cho một chị giáo tên ở Canada trợ giúp một phần nào để khi mà để cho khi chú Hỏa Thiêu cũng như là mong chú về đây chú về lại nghỉ thì cảm ơn cô bác các chị là mình hôm nay thì nhiều có lẽ là Bùi Hồ về Phong Bụi thì có thích mỗi lúc ở đây để ông linh hồn của chú được siêu thoát cũng như là được về miền cực lạc.